Ê các bạn, hôm nay bạn Biên với bạn Kiệt sẽ chơi một trò chơi bắn khủng long nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ đạn vô. Đây là bộ đồ chơi bắn khủng long nè. Nhét khủng long vô hả? Đúng rồi, nhét khủng long vô. Để chiến thắng hồi khủng long của ta cũng đã xuyên viết rồi. Đây là đồ bỏ đạn của bạn Biên nè. Bắn ai mà ngã khủng long nhiều nhất là người đó thắng nha. Ok không? Ok đó. Rồi, người nào thắng là sẽ được dẫn đi ăn kem. Muốn ăn kem gì? Cho ăn kem dưa hấu nha. Rồi ok. Rồi bây giờ bắt đầu ghi khủng long vô. Đây, con có Biên là khủng long đây nè. Đó. Rồi một con đây nữa Biên. Dẫn vô bắn hả? Không có. Ở dưới đây nè, đạn nó sẽ ra dưới đầu đây nè các bạn. Rồi, Biên bỏ đạn vô. Ôi. Trời ơi, đạn nó chạy ngoài mưa luôn rồi. Lộng vô. Đây Biên nữa nè. Rồi bỏ đạn vô. Rồi ok, bỏ đạn vô nghe. Rồi bây giờ bóp cái này nghe đó các bạn. Mình bóp cái này là đạn ở dưới đây nó sẽ ra nè. Từ bên đây nhả cũng đông hả? Đúng rồi, Biên con nhắm đi, con bắn đi nghe. Rồi bắn thử coi, 1, 2, 3. Đó, ôi, bắn Biên, bắn. Ôi, bóp mạnh lên Biên. Ngã rồi, bắn kịp ngã một con. Rồi, con bóp mạnh lên Biên, bóp mạnh lên. Ôi, đó là kìa. Rồi, bóp mạnh lên Biên, bóp mạnh lên. Bóp mạnh lên Biên. Con bị chết, còn có 3 con kìa. Con hết đạn rồi hả? Rồi, bỏ đạn vô. Rồi, bắn. Nè, con phải nhắm vô ngay cây này nó mới chết được. Đúng rồi, bắn mạnh lên. Đúng rồi. Cái được rồi, Rồi, con bị chết được một con rồi. Rồi, bỏ đạn vô. Rồi lấy đạn, bỏ vô luôn Biên. Chu cấp nè. Rồi mình sẽ lôi đạn ra nha các bạn. Rồi cho đạn nó chạy ra. Rồi bỏ đạn vô. Thôi. Đâu còn nhiều hai. Rồi. Bạn Biên còn 2 con nữa là thua rồi nha các bạn. Đi. Rồi bạn Biệt kia còn mấy con, bạn Kiệt còn. Ôi rồi, bạn Kiệt còn 4 con rồi, bắn nhả đi. Rồi. Đạn vô. Mạnh lên đi đây. Rồi. Con nó Biên. Mạnh lên. Rồi, con ba con. Rồi bỏ đạn vô. Rồi bắn giống yeah, bắn. Rồi. Bạn Kiệt thắng rồi. Mình còn tới 3 con rồi nha. Đấy các bạn ơi, bạn Kiệt thắng rồi nghe. Bây giờ là trao lại hiệp 2. Hiệp 2 nữa là mới thắng lận. Rồi bây giờ gắn khủng long vô đi Biên, lấy đạn ra. Đấy các bạn ơi, cái này chơi hấp dẫn quá. Vui quá các bạn. Hồi hộp. Ta sẽ là sở hữu quán khủng long này. Rồi, bây giờ bạn Kiệt 1 không. Okay, rồi bỏ đạn vô. Lắc cái này cho xuống mạng thôi. Đó. Ba sẽ là sở hữu chuyên nghiệp thôi Biên ơi. Chiều vui. Đây, mình có một cái rảnh này là đạn nó rớt ra này nha các bạn. Đó. Này chơi vui không bạn? Có một cái rảnh nữa kìa. Có một cái nút. Có một màu vàng nữa kìa hả? Vàng nữa hả? Bỏ Biên cho lẹn Biên ơi. Biên chiếm hết rồi. Bởi vì lắc chứ. Rồi. Chắc Biên không? Rồi ok, bắt đầu hiệp 2 nha. Rồi xong chưa? Còn đạn hả? Rồi bắt đầu hiệp 2 luôn. Rồi chuẩn bị bắn. Vô. Rồi. Con ba con. Ôi. Rồi. Biên còn 4 con nha. Rồi, Biên còn 4 con nha. Rồi bỏ đạn vô. Rồi bắn mạnh lên. Rồi Biên còn. Rồi mạnh lên. Vâng, rồi. 3 con đều rồi, còn 3 con đều luôn. Ôi, ngã rồi. Ô, lại con này ngã luôn rồi, còn 2 con đều. Wow. Rồi mạnh lên. Rồi, yeah. Rồi con cuối cùng nghe. Rồi, bắn đi, ai ngã trước thua. Rồi, yeah. Rồi như vậy là bạn Kiệt thắng rồi nha các bạn, 2-0. Ê các bạn ơi, như vậy là cứ video clip đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn video clip lần sau nghe. Mưa quá trời mưa luôn. Trời ơi, mưa quá trời luôn. Chạy vô. Wow, các bạn ơi, đây bằng kem xuống quách là kẹo luôn nha. Rồi, bỏ xuống coi. Đây nè các bạn, đây là cục kẹo anh. Đây, cục kẹo con khủng long màu vàng. Rồi bây giờ mình mở thử mở cục kẹo này ra xem nha.
Ken ơi. Gì vậy? Núp con gì vậy? Con đang núp con gì vậy? Quá, wow, ngoài kia có con gì? Con khủng long kìa Ken ơi. Quá, wow, lẹ lên kìa kìa. Quá, wow, con khủng long. Ui. Quá, wow, lỡ bắn nó lẹ lên. Ui, nó có gì? Quá, wow, rồi chết chưa? Chết khủng long chưa? Chết rồi. Rồi, lấy kẹo. Rồi, lượm khủng long bỏ vô đây. Bỏ vỏ nè. Quá, wow, kẹo nữa kìa. Ui. Quá trời kẹo luôn. Quá, wow, con khủng long này có quá trời kẹo luôn nha. Đây, kẹo gì vậy ta? Cái này kẹo gì vậy? Đây các bạn ơi, quá wow, con khủng long này nè, kẹo có quá trời kẹo khủng long luôn. Quá wow, một cái kẹo nó bị rớt ở trong rỗng rồi. À, rồi lượm viên đạn bỏ vô, gắn đạn vô. Gắn đạn vô. Rồi, đi săn khủng long tiếp thôi. Đi săn tiếp thôi con ơi, còn nữa không? Quá, wow, rồi con khủng long này nó bị con su cắn chết luôn rồi. Thôi mình lượm kẹo vô thôi. Rồi lượm kẹo bỏ vô thôi. Khủng long này em bị con su nó cắn chết khủng long rồi hả? Con su này mắc cười thiệt chứ. Rồi còn con khủng long đâu nữa không? Qua wow, sau lưng con kìa. Qua wow, đây đây một con khủng long nè. Qua wow, bắn nó. Qua wow, bắn hỉ luôn rồi. Rồi chết nó rồi, lượm kẹo vô. Qua wow. Rồi bắn lượm con khủng long này luôn hả? Thôi khoan, bây giờ mình đem khủng long mình nhốt vô chuồng đi. Đem khủng long nhốt vô chuồng đi, nhiều quá rồi, Rinh không nổi nữa rồi. Rồi bắt khủng long bỏ vô đây đi. Thôi con khủng long nó bị nhốt rồi. Rồi bây giờ mình bắt khủng long mình nhốt vô cái chuồng này đi. Rồi nhốt vô chuồng luôn. Nhốt vô chuồng luôn. Rồi đi săn tiếp thôi. Và đi săn tiếp thôi nào. Còn đâu nữa không? Rồi con đi kiếm coi. Đâu? Quá, wow. Ui một con khủng long nằm trong cây. Ui bắn nó đi. Rồi con có trúng luôn. Rồi đánh nó đi, đánh cho nó té đi. Rồi wow. Rồi rồi gãi cái đầu chết con khủng long luôn rồi. Rồi lượm kẹo vô. À kẹo đây nè. Rồi con lượm viên đạn hả? Rồi lượm kẹo vô thôi. Wow, bà thấy có bịch bánh nữa Ken ơi. Ôi lẹ lên lẹ lên lẹ lên, nhanh lên nhanh lên. Rồi lượm vô, lượm kẹo vô. Lượm kẹo vô. À quá trời kẹo luôn. Quá wow, còn cái bịch gì nữa hả? Còn bịch bánh nữa kìa. Wow, một bánh một bịch bánh ca sĩ luôn. Này ca sĩ gì vậy ta? Rồi còn đâu nữa không? Rồi mình đi săn tiếp thôi. Quá wow, một cái con khủng long có sừng kìa. Quá wow, bắn nó thôi. Rồi chiều chết đó chưa? Rồi bắn cái đùi chết chết rồi chạy nó. Rồi bắt nó vô. Bỏ vô chuồng luôn. Bỏ vô chuồng luôn hả? Rồi bắt khủng long bỏ vô chuồng luôn. Rồi lại lượm kẹo thôi. Wow, các bạn ơi, hôm nay là bạn Ken có lượm quá trời kẹo luôn nha. Kẹo này là kẹo trứng khủng long nè. Và một bịch kẹo dẻo nữa. Wow, đó, đây là kẹo trứng khủng long quá trời luôn nè. Con lượm lẹ vô, con lượm lẹ bỏ vỏ nè. Nước con khủng long nó xì ra hả? Rồi, dạ chứ. Rồi, còn đâu nữa không? Wow, một con khủng long màu xanh đây nữa hả? Ôi, bắn nha. Wow, rồi chết khủng long luôn rồi. Rồi rồi viên đạn nhanh ngay nè. Rồi bắt khủng long bỏ vô chuồng đi. Để lên. Rồi đem bỏ vô chuồng. À rồi về lượm kẹo thôi. Rồi gắn đạn vô súng đi. Rồi chạy về vô lượm kẹo thôi. Nhanh lên nhanh lên. Rồi lượm kẹo bỏ vô thôi. Quá wow, các bạn ơi, quá trời kẹo luôn. Đây là kẹo trứng nha. Đó, Ken đang lượm kẹo trứng của con khủng long đó. Ai quá. Wow. Rồi giờ mình xách về mình mở kẹo thử nha. Quá wow, đây mấy con khủng long bị nhốt vô chuồng này các bạn ơi. Nguyên bầy khủng long luôn. Rồi bây giờ mình mở kẹo khủng long ra mình coi thử nha. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở kẹo khủng long ra xem nha. À đây một bịch kẹo dẻo trước. Rồi mở kẹo dẻo trước thôi. Wow, ngon không? Wow, kẹo dẻo ngon các bạn ơi. Đây,
Ui trời ơi, một bịch kẹo khủng long. Trời ơi, đây là kẹo trứng khủng long nè các bạn ơi, quá trời con khủng long luôn nè. Đây, đây cục kẹo dẻo của bạn Ken đây. Kẹo miếng mì da đó. Kẹo miếng mì da hả? Đây để mà cho các bạn xem kẹo khủng long nha. Wow. Ê Su, ở lúc nào cũng có Su ở đây vậy con? Hả Su, sao kỳ vậy? Su muốn ăn đó hả? Dạ. À bây giờ mình mở cục kẹo khủng long ra thử nha. Coi Su ăn được không mà sao nó bu lợi dữ, nó nghe mùi rồi đó. Wow. Đây nè các bạn ơi, qua một đống kẹo khủng long luôn. Qua kẹo trứng khủng long không đó. Su ấy là Su khủng long kìa bạn. Ờ, con Su này phá ghê á, con Su đen phá lắm. Nó dữ quá à, con Su đen. Ê, 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 Su, Su ra Su. Nó sợ, con nói con bắn nó sợ á. Và đây nè các bạn ơi, qua wow, kẹo khủng long quá trời luôn. Wow.